Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Châu nha. Trong video ngày hôm nay thì Châu xin chia sẻ với các bạn cách thực hiện một chiếc túi bằng sợi len siêu to này đây. Đặc biệt là để thực hiện chiếc túi này, ngoài việc chuẩn bị hai cuộn len to và kéo thì các bạn chỉ cần chuẩn bị thêm hai đôi bàn tay xinh nữa mà thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo mũi gút nha. Cái phần tay bên phải mình sẽ cầm cái đầu cuộn len và mình quay một vòng ở phía bên dưới này, tạo nên cái vòng tròn như vậy. Đây nha các bạn, mình sẽ quay một vòng ở bên dưới, tạo nên cái vòng tròn như vậy. Bây giờ mình sẽ đưa hai cái ngón tay vào cái khoảng vòng này và mình kéo cái sợi ở bên trái qua. Mình gút lại, tạo nên cái mũi gút. Mình sẽ dùng hai ngón tay này để ước chừng cái chiều cao của cái vòng này nha. Đây là mũi gút mình vừa thực hiện xong. Bây giờ mình bắt đầu thực hiện. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện mũi móc xích nha các bạn. Mình sẽ thực hiện tổng cộng là 6 mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ đưa hai ngón tay vào cái vòng này và sẽ kéo sợi từ bên trái qua như vậy. Đây nha. Mình cũng dùng hai ngón tay để ước chừng cái chiều cao của mũi móc xích nha, để các mũi móc xích được đều với nhau. Đây các bạn sẽ thấy cái mũi móc xích hình chữ V như vậy nè. Mình tiếp tục thực hiện mũi móc xích thứ hai. Mình cũng đưa tay vào cái vòng mũi xích này và kéo sợi từ bên trái qua cái vòng. Mình cũng dùng hai ngón tay để ước lượng cái chiều cao của mũi móc xích. Mình tiếp tục thực hiện mũi móc xích thứ ba. Cũng đưa tay vào cái vòng này và kéo sợi từ bên trái qua. Ước lượng chiều cao của mũi móc xích. Mình sẽ thực hiện thêm 3 lần nữa để đủ 6 mũi móc xích nha các bạn. Mình sẽ vừa làm và vừa chỉnh lại cái mũi móc xích này sao cho đều nhau nha. Tiếp tục luồn tay và lấy sợi bên trái qua thêm một lần nữa để đủ 6 mũi móc xích. Các bạn đừng quên là phải ước lượng cái chiều cao của mũi xích sao cho nó đều đẹp nha. Đây mình sẽ đếm lại các bạn xem. Chữ V thứ nhất, chữ V thứ hai, chữ V thứ ba, chữ V thứ tư, chữ V thứ năm và chữ V thứ sáu. Mỗi chữ V thì tương tự như là cái mũi móc xích vậy đó. Bây giờ mình sẽ thực hiện hàng số 1. Vì cái mũi xích thứ sáu này là mình đã có một cái vòng ở trên rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện mũi xích vào 5 cái chân xích này. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái mũi xích vào cái xích thứ năm bên cạnh này. Vị trí này nha. Đây được xem như là cái mũi xích đầu hàng của hàng số 1. Vị trí này thì mình sẽ dùng một sợi dây để mình đánh dấu lại. Bây giờ ở vị trí này nè, mình sẽ thực hiện mũi xích ở đây. Mình sẽ luồn tay và kéo sợi từ bên trái qua. Mình cũng ước lượng cái chiều cao của cái mũi xích. Tiếp tục ở cái mũi xích bên cạnh mình cũng thực hiện tương tự. Kéo sợi qua.
mình cũng ước lượng cái chiều cao của mũi xích sao cho đều với nhau. Mình đã thực hiện xong 3 mũi xích rồi, bây giờ còn 3 mũi xích này để đủ 6 mũi xích cho cái phía bên đây. Mình vừa thực hiện xong 6 mũi móc xích của hàng số 1 ở phía bên đây. Mình cũng căn chỉnh lại chiều dài của những cái mũi móc xích sao cho đều với nhau. Bây giờ mình sẽ đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ quay sang cái phía còn lại và thực hiện tiếp để được 6 mũi móc xích nữa nha các bạn. Đây là cái sở thừa của cái phần mũi gút. Mình sẽ cột gút lại một lần nữa như thế này. Và lát nữa mình sẽ giấu sợi sau nha. Rồi mình sẽ kéo cái phần sợi qua bên đây để bắt đầu thực hiện mũi xích ở phía bên đây. Mình sẽ xác định cái vị trí của cái mũi xích này và mình đưa tay vào đúng cái vị trí đó để thực hiện mũi móc xích vị trí này nha. Sẽ lấy sợi từ bên trái kéo qua. Căn chỉnh lại chiều dài của cái mũi móc xích. Đây là đều với nhau rồi. Tiếp tục ở cái chân xích bên cạnh, mình cũng xác định cái vị trí cùng cái vị trí của mũi móc xích này và đưa tay vào kéo sợi từ bên trái qua một mũi móc xích. Đây nha, bây giờ mình sẽ thực hiện tương tự như vậy cho 4 mũi móc xích còn lại. Đến đây là mình đã thực hiện đủ mỗi bên là 6 mũi móc xích rồi. Tức là hàng số 1 mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc xích nha các bạn. Mình sẽ thực hiện ngay cái vị trí mà mình đánh dấu á, vòng qua, tức là mỗi bên 6 mũi móc xích. Phía bên đây 6 mũi móc xích. Và trong lúc thực hiện thì các bạn nhớ canh chỉnh lại cái chiều dài của mỗi mũi móc xích sao cho đều nhau nha. Cái xích mà đánh dấu này luôn là cái xích đầu hàng và đây là cái xích kết thúc hàng nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục lên hàng số 2. Mình sẽ chỉnh cái sợi theo hướng này. Bắt đầu kéo sợi lên. Ước lượng chiều cao của cái mũi móc xích và mình cũng đánh dấu vào cái xích đầu tiên của hàng số 2.
Tiếp tục, mình sẽ thực hiện mỗi cái chân xích này là một mũi móc xích. Đây, mình sẽ kéo lên. Lưu ý là nhớ canh chỉnh cái chiều dài, chiều cao của cái mũi móc xích nha. Các bạn tiếp tục lặp lại cho đến cuối hàng bên đây nha, là mình sẽ có 6 mũi móc xích. Sau khi thực hiện phía bên đây được 6 mũi móc xích thì các bạn xem nè. Đây là hàng số 1 và đây là hàng số 2 nha. Bây giờ mình tiếp tục thực hiện cho 6 mũi xích bên đây để hoàn thiện hàng số 2. Mình cũng quay qua và tiếp tục thực hiện phần bên đây. Các bạn lưu ý là vừa làm sẽ vừa căn chỉnh cái độ dài của mũi móc xích nha. Khi mà các bạn đã thực hiện quen tay rồi á, thì các bạn sẽ thấy là rất là đơn giản khi mà thực hiện chiếc túi này luôn á. Đây là 6 mũi móc xích của cái phần bên đây mình vừa thực hiện xong. 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là mình vừa xong cái hàng số 2, gồm tổng cộng là 12 mũi xích nha các bạn. Mình tiếp tục lên hàng số 3. Mình sẽ chỉnh cho nó đều với nhau như vậy nè các bạn. Kéo sợi qua. Bên hông sẽ đều như vậy nha. Nhưng mà các bạn yên tâm là cái phần mà cái phía bên ngoài này á, sẽ là cái mặt trái, và cái phần bên trong thể hiện cái chữ V của mũi xích á, sẽ là mặt phải của chiếc túi. Khi mà mình lên được cái chiều dài mong muốn của chiếc túi rồi thì mình sẽ lật ngược cái phần bên trong ra để thành cái phần mặt ngoài của chiếc túi nha. Đây là mình đã đánh dấu cái xích đầu tiên của hàng số 3. Mình tiếp tục thực hiện ở cái mũi xích bên cạnh. Thank you.
Đây là hàng số 3 mình vừa hoàn thành xong, gồm tổng cộng là 12 mũi móc xích hết tất cả nha các bạn. Mình tiếp tục thực hiện cho hàng số 4. Mình thực hiện mũi móc xích đầu tiên cho hàng số 4. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí xích đầu tiên. Cái mũi xích bên cạnh mình cũng thực hiện tương tự. Vì cuộn thứ nhất đã hết nên mình sẽ sử dụng cuộn thứ hai và bắt đầu nối vào cái mũi xích bên cạnh này. Tiếp tục mũi xích bên cạnh này. Kéo sợi qua. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối hai cái sợi của cuộn thứ nhất và cuộn thứ hai lại với nhau nha. Sau khi mình cột gút như vậy thì mình sẽ thực hiện cái tuột cái phần bông này nè và cắt cái phần bông đi. Đây mình sẽ thực hiện các bạn xem. Mình sẽ kéo cái phần bên ngoài của cái sợi xuống. Và mình sẽ cắt đi cái phần bông ở bên trong. Tương tự mình cũng thực hiện cho cái đầu sợi này. Mình cũng kéo cái phần bên ngoài xuống và mình cắt cái phần bên trong. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cột gút lại và giấu sợi vào những cái mũi xích này nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lặp lại tương tự các hàng cho đến khi thực hiện xong hàng số 5 và bắt đầu thực hiện tiếp hàng viền miệng túi nha. Đến đây là mình đã thực hiện xong 5 hàng của phần thân túi. Những cái sợi thừa này thì mình cũng thực hiện dấu sợi là mình kéo cái phần bên ngoài xuống và mình cắt cái phần bông ở bên trong. Sau đó mình sẽ dấu cái sợi thừa vào những cái mũi gút này nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ lộn cái phần mặt bên trong ra bên ngoài nha. Như mình nói lúc nãy, mặt bên ngoài thì sẽ là mặt trái và mặt bên trong sẽ là mặt phải của túi nè. Bây giờ mình sẽ lộn ngược ra.
Sau khi lật mặt phải của cái phần túi ra bên ngoài thì mình sẽ điều chỉnh lại những cái mũi xích này sao cho đều và gọn lại nha các bạn. Đây mình sẽ đếm các hàng cho các bạn xem nha. Hàng thứ nhất, hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện cái phần viền của miệng túi. Mình sẽ dùng cái sợi dây nè và mình sẽ đo xung quanh cái miệng túi. Mình viền theo như vậy. Rồi mình ước lượng được chiều dài và mình sẽ cắt sợi ở phần này đi. Đến đây thì mình bắt đầu thực hiện hàng viền. Mình sẽ đưa tay qua cái vị trí đánh dấu này nè và tạo nên một mũi xích. Đây nha các bạn. Rồi mình sẽ kéo sợi ra bên ngoài. Bây giờ từ đây mình sẽ không thực hiện mũi móc xích nữa mà mình sẽ đưa cái phần đuôi sợi này qua cái vòng mà hướng từ bên ngoài vào trong phần trong của mặt túi nha. Kéo sợi qua. Vậy nha các bạn. Tiếp tục đưa sợi ra bên ngoài này và luồn sợi vào cái vòng. Tiếp tục đưa sợi ra bên ngoài và luồn sợi vào từ hướng ngoài vào trong. Mình sẽ thực hiện tương tự cho đến cuối hàng luôn nha. Đến cuối hàng thì mình hoàn thành cái phần viền của miệng túi như thế này đây. Bây giờ thì mình sẽ rút cái phần dây lại để mình căn chỉnh cái độ rộng của miệng túi sao cho hợp với cái kích thước mà mình mong muốn nha. Đến khi mà mình cảm thấy cái độ rộng miệng túi đã vừa rồi thì mình sẽ luồn cái phần sợi này nè vào cái mũi xích đầu tiên, cũng hướng từ phía bên ngoài vào bên trong nha các bạn. Mình sẽ đưa sợi vào bên trong như vậy.
Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện cái phần quay túi nha. Mình sẽ luồn cái phần sợi vào ngay cái vị trí mà mình, cái mũi xích, ngay vị trí mũi xích này nè, vị trí mà mình kết thúc hàng á, mình sẽ luồn sợi qua đây để thực hiện một mũi móc xích. Các bạn thấy có đều với cái phần móc xích bên dưới không nè. Từ đây mình sẽ thực hiện cái quay túi, phần quay túi mũi xích lên phía trên luôn nha các bạn. Với cái quay túi của mình thực hiện á, mình thực hiện tổng cộng là 12 mũi móc xích cho cái phần quay túi. Đây là cái phần quay túi mình thực hiện xong. Bây giờ mình sẽ thực hiện công đoạn cuối cùng là nối cái phần quay này vào cái vị trí bên đây nha. Bây giờ mình sẽ xác định cái vị trí mà mình nối sợi, nối cái quay vào. Mình đếm nha. 1 2 3 4 5 và ngay cái vị trí này mình sẽ thực hiện cái phần quay túi còn lại vào đây. Mình sẽ đưa cái mũi xích này lộn ngược vào bên trong. Đây mình sẽ xác định cái vị trí mà mình đưa cái mũi xích của cái phần quay túi vào. Nó sẽ hơi cứng một chút. Vị trí này nha các bạn. Sẽ đưa cái mũi xích này lộn ngược vào bên trong. Các bạn xác định vị trí rồi thì các bạn sẽ dùng ngón tay á, nhấn cái mũi xích đó vào bên trong. Hoặc là các bạn có thể dùng trợ lực là kim móc để thực hiện chẳng hạn. Sẽ hơi cứng một chút. Đây là sau khi mình luồn cái mũi xích vào bên trong rồi. Tiếp đó mình sẽ lấy cái sợi này nè, mình rút qua, mình đưa qua cái mũi xích mà mình luồn bên trong, mình rút qua. Ở phía bên ngoài này sẽ tạo thành cái mũi xích liền với cái phần thân túi. Các bạn xem nha. Còn bây giờ công đoạn cuối cùng của mình là cắt cái phần bông ở bên trong của cái sợi dây thừa này nè, và giấu sợi vào những cái mũi gút của cái chiếc túi và hoàn thiện cái phần túi.
Đây là chiếc túi mà Châu đã vừa hoàn thành xong. Với việc sử dụng cái sợi len to để hoàn thành chiếc túi thì mình thấy cái kiểu dáng chiếc túi này trông thật là lạ mắt và cũng rất là dễ thương. Nếu các bạn thấy thích chiếc túi này thì hãy cho Châu một like và hãy chia sẻ video này đến những người bạn cùng đam mê bộ môn đan móc nha. Chúc các bạn thành công, cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.